chào mọi người đã trở lại với Thiếu Huế. Hôm nay mình có mặt tại con đường Lê Hưng, nơi đang diễn ra không gian giới thiệu sản phẩm tiêu biểu đặc sản địa phương tỉnh Nhâm Nhâm 2022. Thời gian diễn ra không gian này 7 ngày kể từ ngày 23 đến 29 tháng 1 năm 2022. Địa điểm là phố đêm Hoàng Thành ở đường Lê Hưng, phường Cổ Ngoại, thành phố Huế. Các hoạt kiểm các đoàn kiểm mọi người có thể đi qua vào đấy. Và tiếp theo mọi người hãy cùng mình tham quan các giá hàng ở đây nhé. Thì việc cái là cái hàng có rất nhiều ảnh nha, dân cung và mọi người được khán giả. Đây là cả không gian về ẩm thực. Như là về ẩm thực nhưng mình thấy trong này đồ đi có các đồ của cấm mì nghề khá là nhiều. Đây là của Phương Đúc nha mọi người, các sản phẩm Phương Đúc. Đây là của Phương Hoa, các sản phẩm hay gỗ. Đây là bàn thờ và tủ thờ của Phương Phương Vinh. Bên này là của phường Phùng Á. Phường Phùng Á đúng rồi. Đây của xã Hải Dương. Và đây là của phường Hưng Long. Phường Phùng Á thì sẽ có nước mắm và bánh ép. Hải Dương thì cũng có mắm ruộng và mắm. Ở bên Hưng Long thì có các loại cây, các loại mắm, các loại cá tít. Đây là của xã Hưng Phong. Mọi người cùng mình thảo phá giá hạt phía bên anh nhé. Hiện tại đường này không vào khoảng 10 giờ sáng thì cũng rất là nhiều phương tiện di chuyển quá. Qua thời gian là một khu giá hạt đầu tiên thì mình thấy đa số là các phương xã. Về những ngày cần thể thi thời tiết nắng rất là đẹp, mọi người có thể thoải mái đi du xuống kia in chụp ảnh chụp bạn bè. Sao thế? Mọi người hãy cùng tham quan những ga ở đây nhé. Đây là của phường Xuân Phú nha mọi người. Phường thì vốn đi khá là đông đúc, thì vốn là khó gì nhỉ? Đây là phường Thủy Vân và xã Phú Dương. Đây là của phường Thủy Viêu. Thì năm nay mình cũng thấy thanh tra nhỉ, có thanh tra ở đây. Có hoa hương và trầm. Đây là của phương Phùng Nhuận. Phùng Nhuận thì có nếp chả với nhân sâm. Phương Phùng Thắng thì khá là buồn khi một số sản phẩm vào trong hay đó. Đây là phương Phủ Thường. Đây là giang của phương Vị Dạ. Bên này thì mình thấy là thấy một giá của tính dầu tràm hoa nén.
cho ổn. Dạ, ở đây có đưa mua tinh dầu lắm, anh có thể trải nghiệm thử. Và đã tinh dầu ở trong sông hay tinh dầu gì? À, đã em đã xong tinh dầu xả chân. Mua xả chân. Mà mình có cả gì ở đây? Dạ, ở đây có cả loài vừa nay xong xả chân, vừa xả khổ đùi mũi. Cơ sở mới ở đâu chị nhỉ? Dạ, cơ sở sản xuất con nó ở Phong Áng, Phong Điền. Còn cơ sở bên chỗ văn phòng giao dịch đó thì ở 123 Lê Quốc Cảng ạ. Mình trưng bày có thể đây là mục đích để vừa quảng bá sản phẩm vừa để cho mọi người biết đến. Dạ đúng rồi, đây là một cơ hội thứ nhất là hỗ trợ để rất đem sản phẩm để giới thiệu nhiều hơn với người tiêu dùng, quảng bá cái sản phẩm của đặc sản của Huế. Rồi, xin cảm ơn chị ạ. Mọi người có thể gửi thăm giá của Phương Thị Xuân, mọi người có thể gặp giá hàng của tính dâu đâu hồi nãy để trải nghiệm được cả sản phẩm đấy, độc đáo và thú vị. Đấy, của Phương Phùng Sà Phùng Mậu. Và màu thì đặc trưng là sẽ là hoa dại thanh tiên. Hoa dại tương hoài đây. Ok. Tiếp theo mình sẽ hỏi mặt ở giao thông. Tiếp theo mình sẽ có cả đặc sản gì mọi người nha. Sản phẩm đấy và các bạn có thể tới chiếm ngược có xem có thể mua về nha mọi người. Không chỉ là việc chúng mày thôi, mọi người có thể nhân dịp cơ hội này để có thể khám phá nhiều hơn về các đặc sản, các đặc điểm riêng của từng vùng miền ở Huế mà mọi người chưa có dịp khi tìm hiểu và tổng hợp được trên mạng. Các gian hàng này sẽ kéo dài từ đầu đường đến cuối đường lên không nha mọi người. Đi sau cả gian hàng này có thể là Huế sẽ khai trương phố đêm Hoa Lan Huế tại chính cái địa điểm đã tổ chức gian hàng này luôn. Thì cũng như bên cạnh các đặc sản vùng miền thì cả kinh thành phố đêm Huế sẽ bao gồm nhiều cái sản phẩm về địa phương hơn, nhiều cái hình thức ẩm thực và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ văn hóa. Mọi người có thể đó chơi đóng những thời gian tới để có thể cảm nhận rõ hơn. Đây là của Phương An Tây. Phương An Tây sẽ có cả sản phẩm ra bằng nhỉ. Thank you ơi. Tiêu Phương Phùng Lộc ném chả xin đề nghị tranh tiêu hoa thiêu tranh theo tay truyền thống. Phương Phùng Cầu. Đây là Phương Hương Sơ. Phương Hương An có gì nào? Phương An có đặc sản quê hương do Phùng Nguyên Chất chào xẻ Hương An. Đây là phương kim long. Kim long sẽ có là bánh ít mứt gừng. Đây là của phương đông. Sao ngập trong bình hoa nào? À vâng, em giới thiệu tất cả. Đây của xã Hương Thọ. Mình sẽ tiểu đến một khu trưng bày gia hàng cuối cùng.
của Phương Đông Mai nhỉ mọi người. Cầm hương bút xem. Đây là của công ty trách nhiệm hàng bắt nghề bút xem. Đây là Phương Gia Hội. Bên giới thiệu luôn đi. Không, bà giới thiệu luôn. Đây là của Phương Tây Lộc. Tây Lộc đi trang trí cũng nhà khá là đẹp. À, chú hệ là cùng mọi người tập phá quá cả Giang Hà. Giang Hà hiện tại ở đâu rồi không? Thì trong thời gian tới các sản phẩm có thể sẽ tiếp tục được cập nhật và trang trí thêm. Nhưng mà sơ qua không kiểu phải cũng có là nhộn nhịp và đông vui rồi. Mọi người có thể ghé nơi này để chiêm ngưỡng tham quan cũng như mua các sản phẩm để về làm quà, về để sử dụng trong nhà dịp Tết.